Thưa quý vị, nếu nhắc đến nông nghiệp Bắc Giang thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến ngay những đặc sản nổi tiếng như là vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế hay là chè Bản Ven. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh này cho biết việc thu hút đầu tư phát triển du lịch gắn với nông nghiệp sạch sẽ là hướng đi mới được tỉnh chú trọng triển khai. Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, với gần 300.000 hecta đất nông nghiệp, chỉ cách thủ đô Hà Nội 50 km, Bắc Giang đang có nhiều thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Điển hình như tại huyện Lục Ngạn có đến 16.000 hecta diện tích tập trung cho phát triển cây vải thiều với sản lượng 100.000 tấn trên năm, giá trị hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Hay tại huyện Yên Thế, gà đồi đang là vật nuôi ưu thế của địa phương khi có đến 14 triệu con, giá trị thu về khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng trên năm. Từ đó, việc phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái đang là vấn đề được lãnh đạo tỉnh này quan tâm. Tuy nhiên hiện nay, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này vẫn chưa nhiều. Tỉnh Bắc Giang thì là có một cái vùng cây ăn quả rất là lớn. Đó là cái vùng cây ăn quả Lục Ngạn. Thế thì tỉnh thì cũng đang quy hoạch là phát triển cái vùng cây ăn quả này, đồng thời cũng là cái vùng du lịch sinh thái của tỉnh. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái chuyến farm trip để khảo sát, nghiên cứu cái cơ hội để đầu tư cái du lịch miệt vườn, du lịch trải nghiệm gắn với du lịch mùa quả chín. Thì bước đầu thì đã được các cái công ty lữ hành rất là đồng tình ủng hộ. Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch sáng nay tại thành phố Bắc Giang đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 16 doanh nghiệp, điển hình như quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí của tập đoàn FLC tại Hồ Khuôn Thần. Tổng số vốn đầu tư 16 dự án này là hơn 35.000 tỷ đồng.